Hello anh em, buổi trưa nha. Đúng 11 giờ rồi. Em lên một số đồ chơi cho em Innova. Thì xe này em lấy hôm qua, em có quay cho anh em mình xem á. Em có hứa với anh em làm thay mặt ga lăng trước. Rồi xong sáng nay mới xách xe đi mua mặt ga lăng trước mới nè. Mặt ga lăng cũng vậy mà mua một trụ hai á anh chị, ghê không? Trụ hai cái miếng epoxy nó có 600 ngàn thôi. Giá cũng rẻ chứ không mắc. Còn một loại thường 400 nữa em không mua, loại thường 400 anh em trắng vô vài bữa anh em chạy nó bông màu lẻ lắm. Loại tốt hơn 600 ngàn. Đó, lên đẹp không? Anh em không? Lên cái nhìn xe nó có hình liền không? Lên nguyên cái mạ xi nóc đẹp ha anh em ha. Đúng mua cái này còn thêm cái mạ xi này nữa nè. Mẹ không có mua thêm cái mạ xi nữa đẹp nữa ha. Đó, anh em muốn đẹp mua thêm đuôi gió nữa. Đuôi gió như mua như cũng 1 triệu, 1 triệu mốt á, dán thêm đuôi gió nhìn ngầu hơn. Thì em này là 207 lên full G 210. Form dán đẹp, mua về đi sẵn đi anh chị ha. Đó, lắp mặt ga lăng trước rồi mới tin liền không? Rất là đẹp liền. Đó, nhìn sang liền mới tin. Đó, lên cái nhìn thấy chiếc xe nhìn nó khác liền ha anh chị ha. Thì em này là bản Z nha anh chị nha. Đó, chỉ còn thiếu thắng ABS nữa, thành bản G rồi. Giao gì? Chờ tí nha. 4 mâm, 4 vỏ mới nha anh chị ha. 4 mâm, 4 vỏ mới. Ốp gương luôn, ốp gương, mạ gương luôn. Tay mở cửa, mạ inox luôn. Thì giá tiền cũng rất là rẻ anh chị. Xe này bên em đang bán cho anh chị em mình mua về đi. Chạy xe này bán bao xài bao chạy nha. Dòng này thì bao bền nha anh chị. Bản Z, keo chỉ cũng còn liền lắm anh chị. Keo chỉ như còn 90% luôn á. Keo chỉ đầy đủ luôn nè anh chị. Đó, đít là đít riêng không có đụng nha anh chị nha. Bon điện đầy đủ 100% luôn nè anh chị. Bon điện 100% luôn ha. Đó, sàn bọng đẹp luôn, dàn ghế da mới luôn. Trần nỉ riêng hơi xe lên ba khoang lạnh luôn anh chị nha. Thường những dòng jean có một dàn lạnh nè. Này lên full luôn, ba khoang lạnh cho anh em mình luôn ha. Trần nỉ riêng hơi xe. Hiếm lắm mua được một chiếc xe bán jean mà trần nỉ riêng đó anh chị. Túp lô, túp ly, những cái quăng sần bên hông là anh chị nhìn là còn rất là đẹp ha anh chị ha. Máy gầm số êm lắm anh chị, cực kỳ êm luôn. Em nhìn là đẹp không? Chắc không? Bán anh em mình 188 triệu. Chỉ với 188 triệu này mình có Innova đẹp rồi. Mua về đi Tết chở 8 người. 8 người mà xăng nó chạy 100 cây chú 9 lít hả anh chị. Thì tính ra anh em mình đi 8 người nó sẽ đỡ hao hơn xe Honda. Rồi an toàn hơn mình, an toàn hơn xe Honda nè. Lấy của cho thân mình cho chắc cú anh chị. Mình còn máy lạnh nữa. Đó, ngực nghe nhạc nữa. Đó. Đi đâu nó tiện nữa anh chị ha. Nhưng mà tiện so với những chỗ mà có đường xá ok thôi, còn những chỗ mà hẹp hẹp thì không có tiện. Phải đi bộ vô. Túp lô túp ly quá đẹp luôn nè anh chị ha. Kính bấm trợ lực im ru. Lên mua lăng G luôn rồi, lên màn hình Android cho anh chị luôn. Để anh chị mình nghe nhạc, xem phim, xem đá banh luôn. Đó, sàn máy mới luôn. Sàn máy mới luôn anh chị ha. Đó, sàn máy mới tinh luôn nè anh chị. Sàn mỏng mà mới hết nè anh chị ha. Sàn mới nha. Đó, 2.7 nè anh chị ha. Form 2.10. Lên form. Đó, quăng sần túp lô túp ly đây còn đầy đủ luôn nè. Máy gầm êm nha anh chị nha. Em nổ máy anh em mình nghe nha. Xe có lốp cửa từ xa luôn anh chị. Có nguyên cái bộ lốp cửa từ xa luôn nè anh chị ha. Màn Android xịn luôn nè. Đó, củ số nè. Ngon chưa? Em Du Trần Nghĩ Riêng. Quay cái máy cho anh em mình nghe luôn nè. Keo chỉ lòng về, keo chỉ ở trong còn đầy đủ luôn nè anh chị. Sùng trên sùng dưới đầy đủ luôn nè ha. Nói chung là xe này keo chỉ ngon. Xe này em chấm ở chỗ keo chỉ, nước sơn đẹp. Anh thợ này sơn rất có tâm, anh sơn rất là đẹp. Xe này em sơn ở Sài Gòn á anh chị. Bến Tre thật sự sơn không bằng ở Sài Gòn. Sài Gòn sơn rẻ hơn mà đẹp hơn. Ra đằng trước mới đẹp không? Tôi tin. Máy quá êm luôn anh chị. Máy là bao êm nha anh chị nha. Em Innova em còn hai xe, một xe em đang làm, một xe thì đang hoàn thiện rồi. Xe này anh em mua về đi liền, không có làm gì nữa nha. Máy gầm êm, bình lắc khô luôn nè anh chị ha. Đó, ngon lành chưa? Cabo nè. Dấu điện cabo đầy đủ. Chung thì xe này cái máy rất là êm anh chị. Anh chị mua về sẵn đi nha, không làm gì hết nha. Đăng kiểm còn lâu. Thì anh em mình thấy thích xe này thì liên hệ cho em ha. Gầm rất ok. Nói chung là Innova mà kiếm một chiếc xe gầm một là hiếm lắm anh chị. 100 chiếc xui lắm có 3-4 chiếc gầm một thôi. Tại đa phần mặc định những dòng Innova này gầm cao, cho nên anh em mình chạy nó ít có bao giờ bị mục lắm. Anh em nhìn nè, bản Z mà keo chỉ sùng trên sùng dưới nè, 100% đầy đủ hết ha anh chị ha. Rồi anh em nào thích mẫu này liên hệ cho anh Thịnh nha. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm đăng ký kênh để mình cập nhật được nhiều video hơn từ bên em á. Em là Thịnh Bến Tre, hỗ trợ giao lưu cho đổi mua bán tất cả các loại xe. Thì bên em 7 chỗ còn nhiều lắm anh em. Bên em còn Captiva, còn Karen, còn Innova, còn Vinger, còn Randit, còn Rondo. Còn gì nữa ta? Hết rồi. Rồi ok, anh em nào xem được ủng hộ em nha, em cảm ơn nha.